Rồi. Đây, cầm qua cho chị bé. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là 30 tháng 4 một năm mọi người. Chắc cũng ai cũng được nghỉ lễ. Đầu tiên thì Ben xin chúc mọi người ăn lễ vui vẻ. Có một kỳ nghỉ dù sao thì cũng an toàn, đặt an toàn là trên hết. Ăn nhậu hay đi chơi rồi cũng an toàn. Chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ và an toàn. Thì gần đây chúng ở bên ở hơi bận với công việc nên không chỉnh sửa nhiều được video. Thì bây giờ Ben dậy sớm, tranh thủ làm một video ngắn về nhà của Ben, về quê của Ben là ở Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây, để Ben cho mọi người coi sơ nhà Ben nha. Đây là ba đứa con cầu cầu Thiên, cầu mở ụt Ben. Đây là ba đứa thôi, còn bên ở một đứa đang đứng bên ở nơi này. Nhà bốn đứa, con mẹ ngoài đang ở trong đấy nè. Mẹ ngoài, chào mẹ ngoài, mẹ tên đi mẹ ngoài. Hello. Mẹ ngoài chào. Đó, thì đây là nhà Ben. Nói chung nhà Ben thì dạng như nhà truyền thống có ba gian. Một gian ở đây, một gian ở giữa của ngoài và một gian của cậu. Mà là đầu tiên hết, mà là con đầu là dạng bên đây. Mẹ ngoài nhang đi, mới là nhà thơ, con cậu út là dạng bên này. Nhà Ben, đây là nhà Ben ở quê. Mà Ben thì đang múc nước xa xa nữa. Đây nè, trước nhà Ben có những cái này này để Ben coi. Nhà Ben cũng có như hơi nhiều trái cây đó. Đây nè, có cái măng cầu trước nhà. Đó, đó, mày bạn thấy trái không? Dạ, cho chú con. À, dạ, mô mới về chứ. Dạ, mới về khi tối hôm qua cho mấy. Ở trong là nặng lâu đi cho mô. Đây, rồi tiếp theo là cây đu đủ. Đu đủ ní nhà bên ăn chắc cũng ăn được 20 trái chứ mơ. Ăn cũng được 20 trái rồi này đó. Cũng sai trái, răng có quá. À, thầy mịt cái mịt gần 20 trái, 20 trái đó. Mịt ăn được trái mới đà. Cái này là cái hoa mai này. Cái hoa mai này là không bao giờ nở đúng giờ. Tết là xong, ăn Tết xong là gần cả tháng là bắt đầu hoa mình nữa. Cái mai mà nhà tới Tết là Ben với lại mấy đứa em họ Ben là hay mua mai già về gắn lên sống ảo. Tại vì cái mai không bao giờ nhờ đỡ đúng gì đâu. Cái này cái chung cuộc cái rắn. Cái chung cuộc chắc mà Ben mới mua hồi Tết. Cái chứ để đây núi đây. Mà cái chung cuộc này đang hẳn Tết. À, có ra trái này. Ben thấy có mấy cái cuộc á, là mình ăn Tết xong là hẳn cũng không sống nổi. Đây mới thấy mà bên trong ra trái nữa đấy. Wow. Này. Rồi. Tiếp theo kế bên là một cái, vẫn là một cái măng cầu mà cái măng cầu đấy thầy hắn có trái. Cái măng cầu đấy thì thầy chưa trái. Còn đây là cái cốc này mày ba, cái bự đấy này đó. Cái chị Hải thân này là cái cốc này, cốc ăn hay rồi mới nữa. Thầy trái mô mô đừng cái chỗ mô để thầy mày trái mà quay đi ha. Đây này, đây này. Mô rồi à. Ở trong à, đây mày bằng cái thầy, mày bằng cái thầy. Mô rồi. Đây. Mô rồi. Đó, hàng năm cái góc nữa đó mày bằng. Đó. Mày cái chai non đó. Nó nhìn mắt thương bên thầy, mày chai to mày nhìn. Mô đây hắn thầy à. Mày chai nó to hơn. Mô. Mà bé này. Mô hắn mắt thương mình à, nhìn nó chung nó bự á mà mắt thương mình thấy mà mắt mà vô đây hắn thấy mua rồi à, đây là mọi người đó, bạn tìm thấy rồi đó chung cắt nha bạn đó. Bình thường á là cắt đi hằng lên nguyên cái luôn mà Hải ăn nhiều lắm rồi đó, Hải từ đâu mua từ chưa luôn.
Ồ, bên cây góc nữa. Có ba Di, có ba Di nha, có nhiều quà nè, chúng nó ăn mà ăn hết xong rồi Di bán hại bạn, tại vì Di bán có tìm nét á. Thì thôi con này đi, cái đao, cái này cái đao, cái mừng nè. Đó, có cho mừng đó. Mừng này là lên á, hình như là mấy tháng liên tục luôn mà ha. Ăn hoài luôn đó, cười trẻ to. Cười mày trẻ to đi hại xuống á, là mày cái hoa nhỏ nó ra, nhiều hả? Ở chúng nhà bé này như cũng được cài sái trái. Dùng như bên ngoài cũng có nhiều chậu lắm. Để coi, từ đây. Thì chỗ này có cây xoài. Ừ, bé này có cây xoài. À, để chúng ra làm hướng dẫn viên đi mất rồi, cây xoài mất rồi. À, đen tăng tèn. Đây, cây xoài đây, được mà trái xoài. Cây xoài thì thấy rõ hơn nè. Mà chúng cái chứ hàng có trái hết, có cây thì có ít, có cây thì có nhiều. Ủa, bên này có thêm cây đu đủ nữa. Ở về nhà ăn cây nha lá vườn là đủ ngán rồi. Chỉ có chôm chốm mà nhạc với vải thì mấy cái trái đó hay như là trong miền Tây mày có. Mà cái cây chi mà trong sạc cái xoay như là cây chi mà. À, cái cây này cái cây chi bé mở hoa ma mà là cái cây lạ chi để đau lưng đau sướng gì đó. Cây chi? Cây lạ ngụ tấu. Cây lạ ngụ tấu là để đau lưng là... Cây thuộc Nam rồi. Cây thuộc Nam là để đau lưng là làm chi? Bỏ lắm, để lắm rồi. Rồi, nước trang. Rồi, đó, đó là sơ lược những cây nha bé. Con cây chi này hết rồi. Còn một con chim sáo, chưa biết nói. Tại vì mới nuôi được hình như chưa được một tháng. Đi, đi xuống biển, đi. Nhà bạn gần biển lắm, mời mọi người đi ra biển với bạn nha. Mình cầm điện thoại quay từ nhà xuống biển luôn để mọi người thấy cái biển gần lắm. Đó, xung quanh đường đây là đường xuống đường qua. Nhà bạn không ở mặt tiền như mày bạn, ở đằng xa xa, ở rất xa. Mày không tới nỗi rất xa nhưng mà khoảng chạy khoảng chừng 2 phút là xuống đường qua. Ở đây là đường đi xuống biển. Biển là đi thẳng vô cái đường là mấy bạn gần tới đó. Mọi người đi gần lắm. Ừ, đúng rồi, dẫn đường đi. Hiểu đi trực dẫn đường đi. Kiếm đi tự đi kiếm. Tên này là nhỏ này tên nè. Đây này, giới thiệu tên đi, thằng to nhất tên chi? Mình là Trung. Rồi. Mình là Kiên. Mình là Hiệu. Trung Kiên. Hiệu. À, Trung Kiên. Rồi, thằng kia tên Hiệu. Chứ đại bà tiếp theo tên Thảo là Trung Kiên, Hiệu Thảo, bốn đứa. Đây là con nhà của Úc. Con nhà của Úc thì ở trong bên ngoài giống mà bang cho nên chi là hầu như mày đứa nhỏ đi là thân thiết ở trong nhà. Con cũng còn mày... Không có mấy gì khác, có thêm mấy đứa con nữa. Con. Hả? Thân thiệt chiều ngược lại. Yeah. Mà mi độ. Đó, mọi người. Biển ngay trước mắt rồi đó mọi người. Thấy gần không? Gần xịt luôn. À mày tự nhiên. Đấy, đi riêng đi này, đi riêng bên đi này. Kêu là tự nhiên từ hỏi là gần không? Gần xịt luôn. Thực sự thì rất là gần rồi. Bạn hồi nhỏ mà bé mỗi lần mà đi tắm biển ở bên cháy á, chắc chạy chưa tới một phút là tới biển rồi. Đó, nhắc lên tóc luôn đi. Nhắc bên tóc á, giống như ngắn hoa lai cầm bãi tức trâu rồi nè. Xin lỗi mọi người, hãy nói cho vui thôi ý. Mọi người đừng nằm đá bán tôi nghe. Bên về nhà bên hay dưỡng mày được rồi đó. Đó, tới biển rồi. Nhắn mà phán mày bạn. Chắc đi này chưa đi bộ thì chắc cỡ một phút hay một phút rưỡi chứ đó. Biển ở Lăng Cô thì còn hoang sơ nè mày bảo. Buổi sáng thì có người nhưng mà buổi tối nè có mấy cái quán sáng người ta bán đồ ăn cũng có người đi ra tắm rồi ra đá bánh rồi ra nhậu. Đây là đèo Hải Vân nè mày bạn. Đó, xa xa đằng kia là đèo Hải Vân. Đó. Đèo Hải Vân để đi vô Đà Nẵng nhưng mà bây giờ nói chung là người ta nhảy tung lung ta la rồi. Nói chung là bây giờ người ta đi bằng hầm Hải Vân là nhiều. Đó.
là cái quần buổi tối người ta sẽ dọn ra, bạn yêu so ốc các loài rồi là mực, mực mà người ta đi câu hàng ngày ấy mày bạn, không phải là mực đông đá đâu, rồi cả đùi nướng, rồi cả chín ống nghe đó mày, cái món đó mà món hầu như là đánh bắt hàng ngày tươi tươi sống, hiểu tắm biển không tắm mà đây nè, cạp ở đây rất là mình nha mày bạn. Đó, đi 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 là nghe cái tiếng két két. Bạn thì không giỏi chỉnh sửa video cho nên chỉ là bạn quay một leo từ A tới Z. Xong là lên chút xíu đăng cho mọi người coi luôn, nếu mà cái clip này ấy, chất cả về chất lượng và nội dung á, nếu không có gì đặc biệt thì mấy bạn thông cảm nha, tại vì hôm qua bạn đã không đăng video rồi. Chún thì nói là hôm nay chún sẽ cố gắng làm video để đăng, nhưng mà về công việc cũng bận quá thì bạn cũng nói là thôi bận quá thì thôi, tại vì bạn cũng thấy tôi đi làm từ ngày về rồi, nhưng khi tối làm video từ khuya thì bạn kêu thôi khỏi được. Nhưng mà sang tiền ở quê bên này có phong cảnh đẹp, phong cảnh biển đẹp thì bạn quay cho mọi người cùng xem luôn. Bây giờ đang là hình như là 6 giờ sáng, 6 giờ 30 chắc. Mặt trời mọc được một đoàn rồi. Cảnh hoàng hôn cũng đẹp rồi mấy bạn, nhưng mà bạn dậy không nổi. Đó, ba anh em nhà hàng đó. Đó, đây là cảnh biển của bạn. Đây là bãi biển gắn liền với tuổi thơ của bạn. Ngày mô cũng đi tắm biển 2-3 tiếng đúng không? Mạc không hiểu? Hiểu? Mạc không? Ơi! Sơ à? Chết cứ chân mất dép. Lạnh không? Nè Hiếu, bỏ dép lên trên đi này chứ khỏi mất dép đấy. Bỏ lên trên đi rồi xuống, rồi xuống đó. Đó, chạy đi đi, chạy đi dùng anh kiêng đó. Ở trên kia mà đi lên nữa khoảng chừng 2 km á, là có mấy cái khu resort, có mấy khu nghỉ dưỡng với lại kiểu khách sạn á mày bạn. Có hình như là 3 cái cũng lớn lắm, cũng đẹp. Còn nếu mà đi ra nữa khoảng chừng hình như 30 km là có cái khu du lịch nổi tiếng rất là lớn tên là Laguna, có thể là nhiều người cũng nghe được tên, nhưng mà muốn đi ra đó là phải chạy xe máy khoảng chừng 20-25 phút, cũng xa. Mà muốn đi vô Laguna đó, nếu mà chỉ vô uống cà phê thôi thì một ly cà phê chắc khoảng 8 ngàn. Nói chung là từ trước bên đi mà lâu lắm rồi mày bàn, mà bậc già thì một ngày một thay đổi, cho nên chỉ những cái mà bác nói là bác chỉ ước lượng thôi, bác không được chính xác với mày bàn. Rồi ở đó hình như tiền phòng là khoảng một ngày là 500 đô rồi 1.000 đô hay rắn đó. Anh nghe cũng mắc thấy rắn đó. Chi đó? Hả? À, biển lên tới nữa luôn à, cáo rồi hả? Ừ, chứ còn phòng có lắm hết chứ nữa. Hết rồi, hàng thầm hết rồi, hàng thầm hết rồi. Đúng là con đi chưa? Thầy biết là chạy lên từ trên đấy dùng la la. Đây, để bạn còn đi xuống nước. Mặc đôi dẹp ra rồi nè. Chung rắn bỏ đôi dẹp ra cái mất dẹp trốn. Lớn mất cho này. Trời ơi, nước mắt. Trông đi vô đây càng ửa cái quần nhanh lên. Ừ, còn một cái sông to xí. Sông to ha. Có chân tối rồi nghe, có chân tối rồi nghe. Này, đó, con nhỏ xí xí mà con liêu chứ, con ra, con đừng.
mình ngoài bán á, nói chung lâu lâu cũng hay ra biển này đào một cái hồ xong rồi bỏ chân vô xong dập đất lại này ba. À, ngoài nói là hình như là hằng giúp cho gân cột gì đó. Chàng bên trường bên thầy hay còn mấy người đi tập thể dục lắm mà chưa chắc trễ rồi á, mặt trời cũng lên hơi cao rồi. Cơ khoảng 5 giờ á, buổi sáng mà xuống biển á, là có mấy người đi tập cho khó rồi. Nhưng xa xa nó còn chưa đang trốn chân, trốn như chân xuống gì cả đó, mày ba. Đó. Nhưng như khổng, cái này như khi bé mùng chỉ mà đưa cái tay vô là cái nẹp tay bé. Đó, cái người đó. Nhưng như là đang tập thể dục, đang trốn chân gì cả đó, để cho đợi nhất một giờ. Rồi. Hay thôi. Chào mọi người đi, tạm biệt mọi người đi. Hẹn gặp lại mọi người clip sau ấy. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Ok. Bye đi. Chiều bye đi. Bye. Bye. Nhanh lên. Đó. Thì đó là clip Ben quay về quê của Ben với là cạnh biển gần nhà Ben. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip này, chỉ có chút Ben thôi tại vì Chun đang còn ở Mỹ, Ben thì đang ở Việt Nam thăm nhà. Một tuần nữa thì Ben và Chun sẽ gặp lại nhau, sẽ có chắc sẽ có video hồi tụ. Cảm ơn mọi người vẫn luôn quan tâm theo dõi dù việc hai đứa Ben đang ở hai nơi. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye. Bye. Hiếu bye.